Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Pernuen thuộc chi tộc A-xe. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá. Đến nay đã được 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi càng càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đức Chúa phán với Môsê: hãy thánh hiến cho ta mọi con so, mọi con đầu lòng trong số con cái Israel, dù là người hay thú vật, nó thuộc về ta. Là một người Do Thái, không ai là không biết điều luật này, và gia đình thánh gia cũng không ngoại lệ. Đoạn tin mừng hôm nay tường thuật biến cố Đức Maria và Thánh Giuse đưa hài nhi Giêsu lên đền thờ Jerusalem để hiến dâng cho Thiên Chúa. Vì theo nhân tính, hài nhi Giêsu chính là con trai đầu lòng của Đức Maria và Thánh Giuse. Sau khi được thánh hiến cho Thiên Chúa, ông bà cần có của lễ để chuộc lại hài nhi. Theo Thánh Luca thuật lại, của lễ của hai ông bà là đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Đó là của lễ của những gia đình nghèo, và thánh gia là một gia đình như vậy. Người Kitô hữu được dâng cho Thiên Chúa qua bí tích rửa tội để trở thành con cái Thiên Chúa. Chúng ta đã ý thức được ơn ban cao trọng ấy để tạ ơn Thiên Chúa hay chưa? Lạy Chúa, được Chúa thương cho trở thành Kitô hữu, đôi khi chúng con chưa ý thức đủ hồng ân tuyệt vời ấy mà Chúa đã thương ban. Xin cho chúng con luôn tự hào là một người Kitô hữu để cảm tạ bằng cách thờ phượng Thiên Chúa hết mình và sống xứng đáng với phẩm giá đó bằng cách thánh hóa bản thân mỗi ngày. Amen.